Chào anh em nha, hôm nay mình mới đáp lên bộ OK 511 cho khách nha anh em. Anh em nào muốn đạp thì mình đáp nha. Đây OK 511 quá, đầu quá đẹp luôn. Này có ra đây tự nhắc anh em, anh nào anh em muốn đấu qua khởi động từ là xài nha. Có lọc ly à, lọc ly mình chế cho bảo vệ nó có dưới đây có lưới lọc. Ngoài này là hút dầu nữa, hút dầu thì nếu mà sau nó có cái lọc nữa, lọc dây hút nữa nha, bảo vệ đi thứ như mình hơn. Này đồng hồ kim của nó luôn đây. Này đầu còn quá đẹp. Này chế cú bâm nha, khách bảo chế cú bâm motor Toshiba 3.7 đa pha 38 anh em. Này mở áp này chạy súng được nha, chế lên cái khung xe khung nhôm này quá nhẹ luôn, hai người đinh là được. Này có cái này nữa bảo vệ cái này đầu còn quá đẹp luôn. OK 511 VH25 là điện của nó. Này rồi gắp lên xung ngon xung nhôm nha anh em, khách bảo muốn gọn đẹp thì cho gọn đẹp luôn. Này chế có miếng mấy miếng xù à cho nên em máy nè. Người ta đây quá đẹp kia nha anh em, cách nhiệt rất tốt. Rồi nhà chế cũng âm á, xài nó mạnh gọn đẹp hơn, xài qua bu ly cũng được, anh em nào muốn chế cái gì mình chế cái đó. Rồi con này mình test cho anh em, khách đặt báo giá được, anh em nào muốn em ráp em rồi inbox cho em qua Zalo và Facebook nha. Quá đẹp, hàng quá đẹp, anh em nào muốn ráp thì mình ráp cho, giá cả phải chăng cho anh em xài luôn, một ráp một pha cũng được anh em, xài một pha cũng được, không thấy đông nữa, một pha giá tiền nó cao hơn. Quay tổng thể cho anh em biết thấy nè. Nay trời mưa quá nên hơi nhét nhát xuống mưa. Rồi rồi chào anh em nha, anh em cần gì thì liên hệ mình, bảo hành cho em xài luôn, bao test mua đời rau thì bán đây đầu đời nha anh em. Rồi quá đẹp. Này bán có kịp dây hút dây hồi nữa nha anh em, nguyên bộ dây hút, dây của nó dài 20 mét, dây hút còn quá đẹp, lơ lọc đây. Thôi lấy dây súng bảo, dây này quá đẹp nha, dây này bố dây này 20 ly búa thép lỗ 12 ly. Rồi nguyên bộ cung lê đây đó, đây súng nè. Rồi dây hút quá đẹp, nguyên bộ đây. Anh có anh muốn mình làm chế cho anh có cái súng là Arisu anh em, súng này có nấu nhanh luôn, 2 cốt nấu nhanh. Súng này cách 2.5 ly à, cũng chỉnh cái này xòe được à. Anh em nào muốn em gửi video cho anh xem chỉnh xòe đây, súng quá dài luôn, nặng dễ xài. Đó nguyên bộ này á. Rồi anh em nào muốn thì mình ráp lên nguyên bộ cho anh em, xe đẩy ra nếu mà muốn rút ráp xe đẩy có xe đẩy luôn. Anh này muốn nó gọn vậy anh xài cho dễ, để trong góc á. Rồi anh em nào muốn gấp xe đẩy này gấp lên luôn,
Rồi, máy thùng cách âm nha anh em. Anh em nào cần liên hệ nha. Thùng cách âm ok bông 1 anh em. Rồi, rồi quay cho anh em thấy luôn. Đây, trời mưa. Nay trời mưa quá nên bộ cho khách về em gửi xe không lấy tiền. Rồi, chào anh em nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình. Rồi, bye. Hẹn gặp lại anh em nha.